Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 7 và bây giờ như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội họp đánh giá tiến độ triển khai công việc chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đoàn cán bộ tỉnh Hưng Yên thăm viếng các di tích cách mạng tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Đại hội Đảng bộ huyện Văn Giang lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên chủ bị. Ban công tác mặt trận thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ phát huy vai trò vận động nhân dân thực hiện các phong trào tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa 10, quyết định số 1115 của Ban Thường vụ tỉnh ủy khóa 16 và sơ kết 5 năm thực hiện đề án số 02 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua 10 năm triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức hành động của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các cấp về vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Chính quyền các cấp quan tâm hơn đến công tác dân vận, coi đây là việc chung của cả hệ thống chính trị. Nhờ đó đã tác động tích cực đến cải cách hành chính, phong cách, thái độ của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và quan hệ với nhân dân chuyển biến tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy biểu dương kết quả mà các cấp các ngành trong tỉnh đã đạt được qua 10 năm thực hiện quyết định 290 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của tỉnh. Lấy ví dụ từ bài học ông cha ta để lại và bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận không thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận, phải coi đây là công việc của cả hệ thống chính trị. Sẽ gửi về ban dân vận. Công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang. Thì báo cáo các đồng chí là chúng ta tìm đọc lại cái 290 này, chúng ta lại càng thấy thấm thía. Chắc là ngồi đây cũng không ít đồng chí nhiều năm về trước, thậm chí kể cả bây giờ, vẫn nghĩ rằng là công tác dân vận của mấy ông bà mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, mà quên rằng cái mà chúng ta cải cách thủ tục hành chính, cái mà ánh mắt nụ cười của y bác sĩ đối với bệnh nhân, ánh mắt nụ cười và phương pháp giao tiếp của giáo viên với các phụ huynh học sinh, rồi ở các cái cơ quan công quyền của chúng ta đối với người đến khiếu nại tố cáo, các tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác, đó chính là công tác dân vận. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận chính quyền, dân vận khéo, gắn dân vận với cải cách thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân, những vấn đề nhân dân có nhiều phản ánh kiến nghị. Sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức phiên họp để đánh giá tiến độ triển khai công việc. Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội.
Tại phiên họp, thành viên các tổ thuộc tiểu ban đã báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công, những việc đã làm được và những phần việc cần hoàn thiện trong thời gian tới. Trên cơ sở từng đầu việc cụ thể đã giao, các thành viên trong tiểu ban đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chung nhằm chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu từng thành viên tiểu ban tiếp tục triển khai nhanh hơn nữa các công việc theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện phải có thời gian, mốc hoàn thành và có kiểm tra giám sát thường xuyên, sớm thống nhất các phần việc cụ thể để báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chủ động triển khai sớm, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Có như vậy mới góp phần vào tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu tiểu ban tăng cường các hình thức tuyên truyền, trang trí khánh tiết và trang hoàng đường phố cũng như khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh, để dịp diễn ra đại hội thực sự là ngày hội lớn của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, để nhân dân thấy được những thành tựu kết quả nổi bật mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, từ công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền cho đến phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, chăm lo gia đình chính sách. Mặt khác, đây cũng là dịp để phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7, đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Duy Hưng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy đã thăm viếng các di tích lịch sử cách mạng ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Nghệ An. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và một số ban, ngành, sở, lực lượng vũ trang, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn đã đến dâng hương tại di tích nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi nhà người đã sống khi theo gia đình vào Huế lần thứ nhất từ năm 1895 đến năm 1901. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã kính cẩn dâng nén hương thơm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ghi vào sổ lưu niệm, đồng chí Nguyễn Văn Phóng bày tỏ, đoàn công tác vô cùng cảm động khi được nghe câu chuyện về cuộc sống của gia đình Bác Hồ và bản thân Bác tại di tích này, đồng thời khẳng định tỉnh Hưng Yên, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh dự được 10 lần Bác về thăm, sẽ nguyện làm hết sức mình, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại tỉnh Quảng Trị, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa và các sản vật của Hưng Yên ở thành cổ Quảng Trị. Trong trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ năm 1972, bom đạn Mỹ đã ném bắn phá vào thành cổ và vùng phụ cận gần 330.000 tấn bom đạn, hàng nghìn chiến sĩ đã kiên cường bám trụ chiến đấu, giữ từng tấc đất thành cổ, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Trong số hàng nghìn cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị năm 1972, may mắn trở về sau chiến tranh, tỉnh Hưng Yên có gần 600 người là thương binh, bệnh binh và nhiễm chất độc hóa học dioxin, hàng trăm người bị di chứng bởi sức ép của bom đạn. Viếng nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.600 các anh hùng liệt sĩ và bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân, du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có 140 ngôi mộ liệt sĩ là người Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng và đồng chí Nguyễn Duy Hưng đã thỉnh chuông tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, dâng hoa, dâng hương của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh viếng các anh hùng liệt sĩ và dành phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các đồng chí trong đoàn lần lượt thắp lên phần mộ các liệt sĩ những nén hương thơm, chỉnh trang dọn dẹp bia đá trên các phần mộ của các liệt sĩ tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm viếng dâng hoa, dâng hương tại đền thờ Bác Hồ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và thắp hương tại các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ
là người con của Hưng Yên đã an nghỉ tại những nơi này, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, một di tích lịch sử thiêng liêng, là nơi quy tụ của hơn 10.200 phần mộ, trong đó có 331 liệt sĩ là những người con của Hưng Yên đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa, nơi quy tụ hơn 2.300 liệt sĩ từ 32 tỉnh thành cả nước. Hiện nay, nghĩa trang có hơn 1.600 liệt sĩ ở đây chưa biết tên và phần lớn các anh chị hy sinh trong chiến dịch năm 1968. Trong đó, có hàng trăm liệt sĩ là con em của Hưng Yên. Trong giờ phút linh thiêng xúc động, đồng chí Nguyễn Văn Phóng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ngành, các địa phương đã kính cẩn dâng hương tại đền thờ liệt sĩ và thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ. Ngày 17 tháng 7, đoàn công tác đã tặng quà cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tiếp đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã trao tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Quảng Trị số tiền 300 triệu đồng với mong muốn sẽ góp phần hỗ trợ giúp đỡ động viên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đảm bảo cuộc sống. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hai tỉnh sẽ thường xuyên liên lạc, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm của tỉnh Hưng Yên trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, cũng như thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đoàn đã đến dâng hương và viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trước anh linh của người, thay mặt đoàn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với Đại tướng về những thành tựu của mảnh đất Hưng Yên, Văn Hiến sau ngày tái lập tỉnh, cũng như công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nguyện đoàn kết, nỗ lực ra sức phấn đấu, đưa kinh tế, văn hóa, xã hội tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển, vững chắc, xứng đáng với sự hy sinh mất mát của các anh hùng liệt sĩ. Tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm tại nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc và các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Nhà bia đã ghi danh gần 4.000 các anh hùng liệt sĩ, trong đó có nhiều liệt sĩ là người con của quê hương Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng và đồng chí Nguyễn Duy Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 10 cô gái thanh niên xung phong đã dũng cảm hy sinh khi săn lấp hố bom ở ngã ba Đồng Lộc với khẩu hiệu máu có thể chảy, tim có thể ngừng nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt. Mưa bom, bão đạn không làm khuất phục ý chí anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong. Tại tỉnh Nghệ An, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại nghĩa trang quốc tế Việt Lào thuộc huyện Anh Sơn. Với diện tích rộng khoảng gần 7 hectare là nghĩa trang lớn nhất, nơi an nghỉ của khoảng 10.800 các mộ liệt sĩ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại nước bạn Lào. Trong đó có 73 người con ưu tú của tỉnh Hưng Yên đã nằm lại trên mảnh đất này. Trong khói hương trầm nghi ngút, với cái nắng chói chang của xứ Nghệ, các thành viên trong đoàn xúc động trang nghiêm kính cẩn thắp nén hương thơm lên phần mộ các liệt sĩ, quê hương và tổ quốc luôn khắc ghi công lao to lớn, sự hy sinh mất mát của các anh, nguyện sống, lao động và công tác xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Văn Phóng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ hy sinh ở khu di tích lịch sử Chuông Bồn và mộ của 13 anh hùng thanh niên xung phong. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thành kính bày tỏ lòng cảm phục và lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ. Chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Văn Giang tổ chức phiên chủ bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có 189 đại biểu đại diện cho trên 4.600 đảng viên trong toàn đảng bộ huyện. Tại phiên họp chủ bị, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và thông qua chương trình làm việc, nội quy của đại hội, hướng dẫn một số nội dung về thực hiện bầu cử trong đảng, báo cáo tổng hợp ý kiến của cơ sở tham dự vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ 25 và dự thảo các văn kiện đại hội lần thứ 13 của đảng.
đồng thời chia tổ để thảo luận các dự thảo về văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, văn kiện Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25. Ngày 22 tháng 7, Đại hội đại biểu huyện Văn Giang lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 5 năm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Văn Giang lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra 12 mục tiêu chủ yếu. Mặc dù gặp phải không ít những khó khăn và thách thức, song nhờ đoàn kết, sáng tạo, Văn Giang đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự đồng thuận của nhân dân và cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị của huyện, thì chúng tôi đã cơ bản đạt được các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần 24 đề ra. Trong đó thì đã tập trung vào xây dựng quy hoạch đô thị, quy hoạch chung của huyện Văn Giang theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, là xây dựng huyện Văn Giang đến năm 2037 sẽ đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Văn Giang đã huy động được sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân. Chính vì thế mà đến cuối năm 2018, 10 trên 10 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới. Văn Giang về đích nông thôn mới sớm hơn 2 năm so với mục tiêu đề ra. Đấy, mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là sẽ hoàn thiện trong năm 2020 là tất cả các xã đều đạt chuẩn nông thôn mới cao. Và 4 xã là Mễ Sở, Long Hưng, Phụng Công và Thắng Lợi cơ bản là đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Với lợi thế về địa lý đất đai phù sa màu mỡ, người dân nơi đây lại có truyền thống cần cù, thông minh và sáng tạo. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp ở Văn Giang đã có những bước phát triển vượt bậc và đổi thay ngoạn mục. Kinh tế vùng bãi được huyện và các địa phương đặc biệt quan tâm. Làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan, Phụng Công, làng nghề quất cảnh xã Thắng Lợi và các vùng chuyên canh hoa cây cảnh trên địa bàn huyện đều được người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất. Giá trị mang lại cao gấp nhiều lần so với cách sản xuất thâm canh truyền thống. Khu vực đất hiện nay chúng ta đang đứng ở đây, nó là cái khu mà gần như là đầm lầy nước đọng. Nó không trồng được cái gì cả. Từ khi có đường lối chính sách của Đảng và chính quyền các cấp tạo điều kiện và cởi mở cho người nông dân như chúng tôi, thì qua cái quá trình để mà học hỏi rồi tìm tòi để sáng tạo nữa thì tìm ra cái hướng đi đó là cây cảnh nghệ thuật. Đầu nhiệm kỳ chúng tôi phấn đấu 250 triệu trên một hectare, thế nhưng mà đến nay thì chúng tôi đã đạt trên 650 triệu đồng trên một hectare. Đến bây giờ thì có thể khẳng định là Xuân Quan đã thực hiện thành công cái nghị quyết số 26 về phát triển nông nghiệp nông thôn. Và ở nhiệm kỳ 2020-2025 chúng tôi định hướng là sẽ phấn đấu để đạt cái nông thôn kiểu mẫu. Về xây dựng phát triển hạ tầng đô thị, từ năm 2015 đến 2019, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện 43 dự án. Năm 2020, dự kiến triển khai thực hiện 8 dự án và 1 đề án. Ngoài khu đô thị Eco Park, trên địa bàn huyện đã có thêm 2 khu đô thị mới, khu đô thị Hải Long Trang và khu đô thị An Phú. 3 khu đô thị đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng, đang cung cấp sản phẩm cho thị trường, thu hút hàng chục nghìn người về sinh sống, làm việc. Sự xuất hiện của các khu đô thị mới và các dự án đang và sẽ hình thành rõ nét diện mạo của một thành phố xanh, sạch đẹp và hiện đại trong tương lai gần, một đô thị đáng sống ở Hưng Yên. Hiện nay chúng tôi đang đầu tư 3 dự án lớn ở Văn Giang, là một là cái trung tâm bóng đá thể thao VVF có quy mô diện tích khoảng 30 hecta và đã đưa vào hoạt động 5 năm nay. Đồng thời trung tâm bóng đá VVF này là trụ sở chính của cái đội bóng đá Phú Hiến của tỉnh Hưng Yên quê nhà. Cái dự án thứ hai chúng tôi đang làm là dự án gọi là dự án Dream City, là dự án có quy mô khoảng 420 hecta. Chúng tôi hy vọng là cái dự án này thay đổi bộ mặt của Văn Giang, góp phần đưa Văn Giang lên thành phố loại 2. Dự án thứ ba là chúng tôi đang làm dự án Đại An City, thì nằm liền trong hai huyện Văn Lâm và Văn Giang. Chúng tôi cũng hy vọng là cái dự án Đại An sẽ kết nối cái đường toàn bộ các dự án của huyện Văn Lâm với lại các dự án của huyện Văn Giang, tạo thành một cái hành lang kinh tế mở của tỉnh Hưng Yên sau này. Nhiệm kỳ 2015-2020 đã khép lại. Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Văn Giang đạt được đã trở thành động lực, nguồn cổ vũ, động viên to lớn để Đảng bộ và nhân dân toàn huyện tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức,
vững bước hướng tới mục tiêu lớn hơn, sớm đưa Văn Giang trở thành một miền quê giàu đẹp, văn minh và hiện đại, một thành phố thân thiện, đáng sống trong tương lai. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã không được diễn ra theo kế hoạch. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra như lập hồ sơ khoa học, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia, thành bậc chùa Hương Lãng và chống đồng Động Xá. Lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích đền Đậu An huyện Tiên Lữ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia với lễ hội đền Tống Chân Quốc Hoa. Các đơn vị bảo tàng tỉnh, thư viện tỉnh, trung tâm văn hóa, nhà hát chèo, trung tâm phát hành phim và chiếu bóng đã tổ chức thành công các cuộc trưng bày triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. 6 tháng cuối năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tu bổ chống xuống cấp di tích giai đoạn 2017-2020, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của dân tộc và đặc biệt là tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, đại hội và thành quả tại các địa phương trong tỉnh, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chuẩn bị tốt lực lượng tham gia các giải thể thao quốc gia. Thời gian qua, huyện Tiên Lữ đã thành lập được nhiều tổ đội vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sạch đẹp, văn minh. Toàn huyện Tiên Lữ có 72 tổ đội vệ sinh môi trường với hơn 200 người tham gia thu gom rác thải, tần suất trung bình 3 lần một tuần. Mỗi ngày các tổ vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển khoảng 2,7 tấn rác từ các hộ gia đình đến nơi tập kết. Để hỗ trợ các tổ đội vệ sinh môi trường, Ủy ban nhân dân huyện đã trích kinh phí mua dụng cụ bảo hộ lao động, hỗ trợ. Hiện huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát hoàn thiện hồ sơ, xét cấp thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả các thành viên. Cùng với đó, tổ vệ sinh môi trường đẩy mạnh tuyên truyền các hộ dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Đến nay, toàn huyện cũng đã có gần 10.000 hộ tham gia thực hiện phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, tiêu biểu ở các xã Cương Chính, Lệ Xá, Ngô Quyền. Những năm qua, Ban Công tác Mặt trận thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Ban Công tác Mặt trận thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ hiện có 11 thành viên thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ năm 2016 đến nay, ban đã vận động nhân dân trong thôn đồng thuận quy hoạch xây dựng nghĩa trang đồng bộ, đóng góp trên 3 tỷ đồng, hiến hơn 2.800 m² đất xây dựng nhà quản trang, làm đường giao thông và các công trình văn hóa tại địa phương. Với tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm cao, hàng năm các thành viên trong Ban Công tác Mặt trận thôn còn vận động nhân dân xây dựng các quỹ như quỹ người cao tuổi, quỹ chăm sóc người cao tuổi với số tiền hơn 100 triệu đồng, giúp đỡ động viên hàng chục gia đình chính sách, người nghèo những lúc khó khăn trong cuộc sống. Hiện đang là thời điểm mùa mưa bão, nhưng trên hầu khắp các tuyến kênh mương ở huyện Văn Lâm đang bị ách tắc bởi sao bèo và gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước, chống úng trong mùa mưa bão. Đây là vấn đề mà cử tri của huyện Văn Lâm đã nhiều lần phản ánh trong các kỳ tiếp xúc cử tri, nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Qua ghi nhận, trên dòng kênh T10 chảy qua địa bàn xã Minh Hải và kênh L1 chảy qua địa bàn xã Chỉ Đạo thường xuyên tràn ngập do bèo, cản trở dòng chảy, gây úng ngập cục bộ, ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, tại một số tuyến kênh nội đồng khác như kênh C5, C7, C9, mương 7 tấn và sông Cửu Làng chảy qua địa bàn các xã Đình Dù, Lạc Hồng, Lạc Đạo và Tân Quang cũng bị tràn ngập do bèo. Tình trạng này đã xảy ra từ nhiều năm nay, gây úng ngập cục bộ, làm ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, nhưng chưa có biện pháp khắc phục. Cái con kênh T10 này là
do xí nghiệp Thủy Đông quản lý, thế nhưng mà trong một vài năm nay thì cũng chưa nạo vét được, ảnh hưởng đến cái việc canh tác ở dưới đồng. Năm 2018 thì các anh có tổ chức nạo vét dòng tiêu được một lần, thế còn lại là cũng không dọn từ năm đấy đến nay. Mà hiện nay thì nhất là cái mùa mưa bão đã đến nơi, là cũng đề nghị là các cấp lãnh đạo quan tâm giúp đỡ là sao mà dọn sạch sẽ cái dòng tiêu để đảm bảo cho cái mùa mưa bão chống ngập úng lúa của nhân dân, thế cũng như là cái đường tiêu thoát của nhân dân trong làng. Không chỉ có dòng Muống, Bèo Tây mà một số kênh mương ở huyện Văn Lâm còn bị ô nhiễm bởi rác thải sinh hoạt. Được biết, từ năm 2018, theo phân cấp thì xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Văn Lâm phụ trách những tuyến kênh nói trên. Tuy nhiên, không hiểu lý do gì mà việc trục vớt, khơi thông dòng chảy lại gặp khó khăn như vậy.